Kính chào các bạn hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về khóa học đặc thù tiếp theo của bên kế toán việt hưng đó là khóa học tổng hợp sản xuất bê tông tươi sản xuất bê tông tươi chính là một loại hình của công ty sản xuất chúng ta cũng phải định mức nguyên vật liệu cho từng mác bê tông và tập hợp chi phí tính giá thành cho từng mác bê tông để chúng ta biết được là doanh thu giá vốn của loại bê tông nào được sử dụng nhiều nhất. Đối với sản xuất bê tông thì vấn đề phức tạp và khó nhất mà được kế toán quan tâm đó là về vấn đề định mức nguyên vật liệu. Bởi vì nếu như chúng ta định mức nguyên vật liệu không chuẩn thì sau này quyết toán thuế chúng ta sẽ bị gạt chi phí ra khỏi chi phí hợp lý bê tông tươi thì có rất là nhiều mác và độ sụt của từng mác cũng là khác nhau và căn cứ vào từng mác từng độ sụt thì chúng ta cũng phải lựa chọn xi si măng hay những cái vật tư liên quan sao cho nó phù hợp bởi vì ví dụ như mác là một đằng nhưng chúng ta lại chọn xi si măng một mác khác thì sau này thuế quyết toán cũng sẽ gạt chi phí của chúng ta ra ngay do đó các bạn cần phải lưu ý ngoài ra những cái vật tư mà liên quan đến sản xuất bê tông tươi thì nó gồm những cái gì thì các bạn cũng sẽ phải nắm được. tôi ví dụ như là nguyên vật liệu chính sẽ là xi măng, đá, cát, cho bay phụ da và đối với khóa học này thì giáo viên cũng hướng dẫn thêm cho các bạn làm quen với cách tính độ sụt của bê tông hoặc là các cái ký hiệu mác bê tông. tiếp theo về quy trình hạch toán cân đối lên báo cáo thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách sử dụng thứ nhất là số dư đầu kỳ. Mục đích của việc xử lý số dư đầu kỳ là khi công ty đang hoạt động kế toán hạch toán trên một phần mềm khác mà muốn chuyển sang một phần mềm khác thì chúng ta sẽ phải tự chuyển số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ sau lên phần mềm mới để chúng ta hạch toán cân đối tiếp trong kỳ. Số dư đầu kỳ thì sẽ bao gồm tạo danh mục phòng ban, nhân viên, tạo danh mục kho vật tư hàng hóa, rồi tạo công nợ phải thu phải trả, khai báo số lượng giá trị tồn kho theo dõi chi phí dở dang đầu kỳ, theo dõi công cụ tài sản đầu kỳ. Ví dụ như là công cụ tài sản chúng ta mua về mà chúng ta sử dụng chưa hết vẫn còn giá trị thì chúng ta sẽ phải khai báo để sang kỳ sau chúng ta khấu hao và phân bổ tiếp. Rồi cập nhật số dư của các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản lên phần mềm. Tiếp theo là giáo viên hướng dẫn chúng ta về cách xử lý trong kỳ. Xử lý trong kỳ này thì sẽ bao gồm hạch toán các hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho hoặc là xuất dùng thẳng cho sản xuất. Thanh toán ngay hay chưa thanh toán. Rồi hạch toán các hóa đơn mua mới công cụ, tài sản cố định, rồi hạch toán về các chứng từ góp vốn tài sản cố định, hạch toán lương, ngân hàng, bảo hiểm, cách phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định. Cuối kỳ thì hướng dẫn cho chúng ta về cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng hàng quý, cân đối tập hợp chi phí tính giá thành cho từng thành phẩm và cách kiểm tra tổng hợp chi tiết xem nó đúng hay chưa. Đối chiếu công nợ phải thu phải trả hàng tồn kho và lên báo cáo tài chính in sổ sách cuối năm. Đấy là tổng hợp tất cả các công việc của kế toán trong công ty sản xuất bê tông. Đối với hình thức học của kế toán Việt Hưng là chuyên đào tạo kế toán online, tức là một giáo viên hướng dẫn một học viên. Giáo viên gọi điện nói chuyện trao đổi với các bạn bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để hướng dẫn thì bằng phần mềm Ultraview, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Phần mềm kế toán thực hành thì thường sẽ là MISA hoặc là FAT. Còn nếu như công ty nào mà có phần mềm viết riêng thì chúng ta có thể sử dụng trên phần mềm viết riêng của công ty. Về giáo trình học thì chúng ta có thể chọn một trong hai cách. Một là chúng ta học trên chứng từ của trung tâm. Hai là học trên chứng từ của học viên. Học trên chứng từ của học viên thì chúng ta phải cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ để giáo viên hướng dẫn chúng ta hạch toán cân đối lên phần mềm cũng như là xử lý các số liệu còn tồn động tại công ty. Còn nếu học trên chứng từ của trung tâm thì các bạn buộc phải vận dụng vào để làm cho công ty của học viên và cũng là lĩnh vực sản xuất bê tông tươi. Các bạn muốn xem thử giáo trình sản xuất bê tông tươi thì các bạn sẽ vào website lớp học làm kế toán vn và chúng ta vào bằng trình duyệt có cốc, cốc, không cần đăng nhập mà chúng ta vào các khóa học, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp, chọn kế toán sản xuất. Chúng ta chọn đến sản xuất bê tông tươi. Đây là giao diện của giáo trình thực hành kế toán sản xuất bê tông tươi trên chứng từ của trung tâm. Thì cũng sẽ bao gồm rất là nhiều buổi. Buổi 1 là hướng dẫn chúng ta cài đặt phần mềm và sử dụng phần mềm. Buổi 2 là hướng dẫn cho các bạn về cách khai báo số dư đầu kỳ và bắt đầu từ buổi 3 trở đi sẽ là phát sinh ở trong kỳ. Phát sinh trong kỳ thì cũng bao gồm đầy đủ hóa đơn mua vào, bán ra, phiếu thu, phiếu chi, lệnh sản xuất, phiếu nhập xuất kho, ngân hàng, bảng chấm công, bảng lương, phân bổ công cụ, tài sản cố định. Rồi cuối kỳ thì cũng có kê khai báo cáo thuế và lên báo cáo tài chính, in sổ sách. Đầy đủ tổng hợp tất cả công việc của kế toán. Ở đây thì trung tâm sẽ mở cho chúng ta hai buổi, buổi 2 và buổi 3 để chúng ta xem, tham khảo thì các bạn có thể click vào nhấn xem nội dung chúng ta nhớ là truy cập bằng cốc cốc thì chúng ta mới nghe được video hướng dẫn muốn chuyển sang chứng từ khác thì chúng ta vào phần trình đơn và chúng ta chuyển chứng từ còn muốn xem buổi 2 thì chúng ta click vào tài liệu kế toán buổi 2 nhấn xem nội dung nếu như có video hướng dẫn ở bên dưới thì ở phía góc phải của chứng từ sẽ có video hướng dẫn thì chúng ta sẽ click vào chữ Misa màu xanh ở phía góc phải để chúng ta xem chúng ta xem xong thì ở đây sẽ có nút đóng và chúng ta sẽ nhấn đóng lại nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về kế toán việt hưng thì các bạn có thể truy cập vào facebook tìm kiếm kế toán việt hưng dạy học kế toán online chúng ta vào đánh giá và xem các đánh giá của học viên các bạn cũng có thể click vào face của từng học viên và nhắn tin để trao đổi với các bạn để biết được là các bạn học ở kế toán việt hưng như thế nào và biết được kế toán việt hưng đã từng dạy các bạn ý ra sao thì chúng ta có thể vào face để xem hoặc là chúng ta vào website kế toán việt hưng vn hoặc làm kế toán vn chúng ta kéo thanh cuốn xuống dưới cùng sẽ có kênh youtube các bạn click vào chữ youtube và chúng ta xem video của kế toán việt hưng ở đây là các video thực tế mà giáo viên của kế toán việt hưng đã hướng dẫn các học viên trên các loại hình doanh nghiệp. Thì chúng ta có thể tìm hiểu. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về khóa học kế toán sản xuất bê tông tươi. Tôi rất mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trong một thời gian gần nhất. Chúc các bạn thành công.